Hi, chị Bông, xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em đi soạn Thủ Đức để giao cho khách rồi cả nhà. Một cái giống mai truyền thống ha, hoa của nó rất là to, 8 đến 12 cánh bông chùm. Và đặc biệt là một cái mô hình kinh tế thì thường người ta hay trồng mà đắp mô trồng ở cả nhà thì người ta chọn hay chọn cái dảo Thủ Đức ha. Bởi vì cái loại này là một cái loại là nó truyền thống từ xưa tới giờ, hoa nó rất là đẹp. Và các cái loại Thủ Đức thì thường các cái chợ Tết á, người ta hay bán cái loại dảo Thủ Đức á cả nhà. Bởi vì hoa của nó rất là đẹp luôn nha. Đây thì các cô đang soạn đây để về giao hàng cho khách nha. Một anh khách ở Tây Ninh. Đây, trời ơi, trời. Cô nói có một cái hoa rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem hoa luôn nha. Đây, hoa dảo Thủ Đức đi nha cả nhà. Hoa 8 đến 12 cánh và bông chùm, bông rất là to nha. Đó, này cái này thì chỉ là một cái nụ gió thôi cả nhà. Mà hoa nó còn to như thế này. Đó, em sẽ bứt luôn nha. Em bứt luôn. Đây, hoa nó to tầm khoảng 4 ngón tay rồi rồi xong luôn. 4 ngón tay của em nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn nè, hoa rất là đẹp ha. Đó, đây là dảo Thủ Đức. Và bây giờ thì xin mời chúng ta hãy cùng trực tiếp xem cây. Và cái lô này ngày hôm nay rất là nhiều nha cả nhà. Khoảng 5.000 cây cho chúng ta mặc sức mà lựa chọn, mặc sức mà mua luôn. Thì bên em cũng có giá sỉ cho chúng ta nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cây nha cả nhà. Đây, cây. Ồ, bạn này chọn cây quá trời đẹp đây cả nhà ơi. Đó, một cái cây tàn tròn do ha. Và đặc biệt lô này đã liền cốt 100% nha cả nhà. Củ nó đa số là củ nở nha. Đó, đây, cây rất là đẹp luôn. Chiều cao tầm khoảng 40cm đi lên. Đây cả nhà nhìn nè ha, rất là đẹp luôn, nụ nhóc luôn nha cả nhà, nụ nhiều lắm rồi nha. Đó, bây giờ thì nụ như thế này là nó vừa chơi Tết luôn ha. Đây cả nhà nhìn nè, cái củ này cả nhà rất là đẹp nha, chiều cao tầm khoảng 40 cho đến 50 nha cả nhà. Đây rất là đẹp luôn. Rồi, lô này ngày hôm nay thì em bán với giá chỉ có 190.000 một cây nha. Nếu chúng ta lấy 4 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đây, tèn tèn. Củ đa số là củ nở nha. Mấy cái này mà chúng ta mà đắp mô trồng á cả nhà, em ghi lên cho cả nhà mình xem nè. Đắp mô trồng á thì mấy cái loại này á cả nhà biết không, thì mai mốt nó nở củ lên rất là đẹp luôn nha. Đây nè, củ đa số là củ nở hết nha cả nhà, liền cốt 100% ha. Bây giờ thì thêm một cái loại nữa, đó chính là dảo Phú Tân nha. Dảo Phú Tân nha cả nhà. Đây, củ cũng nở luôn. Phú Tân thì tán nó tròn hơn nha. Đó, cây cao cũng khoảng 40 đến 50. Phú Tân thì em bán với giá là 201 nha cả nhà. 201 cũng 4 cây thì bên em bao ship luôn nha. Rồi, ai thích loại nào thì alo cho vườn mai của chiếc chè Bông nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.